xin chào mừng toàn thể quý vị đang đến với đêm cuối cùng, đêm chung kết của chương trình Ca sĩ giấu mặt mùa thứ ba. Đêm này là đêm cuối cùng, chúng ta sẽ tìm ra một người xuất sắc nhất, trao cho họ chiếc cúp quán quân. Và dĩ nhiên đó không phải chỉ là chiếc cúp tượng trưng, mà đó là cả một hành trình để bước vào con đường nghệ thuật mà các bạn yêu mến. Với sự thành công của họ thì dĩ nhiên có nhiều yếu tố, và một trong những yếu tố đó là sự giúp sức của các vị huấn luyện viên. Và bây giờ sẽ là món quà của các vị huấn luyện viên mang đến cho chúng ta ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Diễn của các vị huấn luyện viên rất dễ thương và đặc sắc. Xin giới thiệu lại một lần nữa, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng,
nữ ca sĩ Minh Tuyết. Kính thưa quý vị thân mến, về phía các vị khách quý, ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên. Và đại diện cho nhà sản xuất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty TJ Blue, bà Lê Thị Túy Nga. Tổng Giám đốc công ty TJ Blue, ông Lee Sang Mu. Và đại diện cho nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu Giám đốc Phát triển Kinh doanh Nhãn hàng Tinh chất Làm đẹp Ariva, ông Nguyễn Thành Long. Và sẽ là sự xuất hiện không thể thiếu của các bạn thí sinh hiện nay đã làm ca sĩ hết rồi, những người chiến thắng ở mùa thứ hai. Xin giới thiệu Minh Trí. Forever. Quốc Anh. Và quán quân của mùa thứ hai đó là Như Trang. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện một ít với lại các vị giám khảo, những vị huấn luyện viên đã đồng hành cùng các bạn. Xin hỏi chị Minh Tuyết, thì lúc đầu khi đến với chương trình đó, cái bỡ ngỡ đầu tiên của chị mà chị sợ rằng là mình truyền đạt mà các em nhiều khi không hiểu, thì mình có cái cách nào gọi là đối phó với cái sự không hiểu của các em để truyền đạt cho nó dễ hơn? Thực sự là những ca sĩ mà đã hát lâu năm rồi thì đương nhiên là mình có một cái kinh nghiệm, dù cho các em như thế nào đi chăng nữa mình vẫn có thể tìm cái cách tốt nhất để các em có thể hiểu được. Với lại khi các em đã được vô tới những cái vòng mà trong vòng sâu hơn rồi thì các em đã có một cái tiềm năng rồi, và cái tiềm năng đó thì không có khó để mà tiếp thu những gì mà các huấn luyện viên chỉ cho các em. Trong chương trình chúng tôi cũng có một người được mệnh danh là bà cô của ca sĩ Dấu Mặt, đó là cô giáo Hồ Quỳnh Hương. Khó lắm, là giáo viên mà cái gì cũng chỉ từng ly từng chút, mắt nó lên giọng mà các em làm không được chửi dữ lắm. Thì ngày hôm nay là trên sóng truyền hình thì chị có gọi là ý kiến gì về cái điều em vừa nói không? Tại sao lại gọi là bà cô? Tại sao? Tức là thường thường trong trường học mà cô giáo mà khó là hay gọi, trời, cái bà cô bà khó. Nhưng mà Hương dễ tính dã man, Hương đâu khó đâu. Cái chữ dã man là dành cho những người kinh khủng khiếp đó, đúng không anh? Hương thật sự là rất là vui, và vì ngày hôm nay cũng đã được đến với vòng chung kết và được ngồi với tất cả các anh chị nghệ sĩ ở đây. Hương hy vọng ngày hôm nay quý vị sẽ có một không khí thật là vui bởi cái sự mà giao lưu giữa các nghệ sĩ, có thể là một cái góc nhìn khác, không chỉ trên sân khấu mà có lẽ chúng tôi sẽ hồn nhiên hơn. Thôi được rồi, trả để mic cho mọi người, cái nói vui vậy thôi. Không, chị cứ giữ đi, mọi người có cái mic rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi một người gọi là mình kêu bằng anh ba, đó là anh Ngọc Sơn. Xin hỏi anh là đối với cái thí sinh của anh á, bao nhiêu năm đi hát mà phải chỉ cho bạn cái điều khó nhất là anh chỉ điều gì? Học trò của mình á, không phải là mình dạy hát có giống mình không, mà Ngọc Sơn dạy cho người học trò mình làm sao mà trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Có nghĩa là hát làm sao thật là truyền cảm, truyền cái tình cảm đến với mọi người. Thầy muốn rằng khi qua cái cuộc thi này em có đạt quán quân hay không, nhưng vấn đề em ra đời em trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp để mà cống hiến nhiều hơn cho đại gia đình. Cảm ơn anh ba rất là nhiều. Và xin hỏi anh Đàm Minh Hưng, là việc với thí sinh và cái điều đầu tiên anh dạy, anh bắt buộc không được sai là điều gì? Khó để nói là không được sai lắm, vì bản thân mình cũng còn sai nữa. Cho nên là Hưng không có dạy cái điều đó. Hưng chỉ hướng dẫn cho bạn là hát thế nào đừng có bị nó giả. Đó, nhiều người đang cố gồng gượng lên để hát thật là giống cho giả, giống thần tượng của mình. Phải làm sao mà làm được cái điều nó thật tự nhiên luôn đó, để không còn thấy cái giả ở trong cái giọng hát của mình. Cảm ơn anh rất là nhiều. Thưa quý vị thân mến, ba mùa giải thì mùa giải vừa rồi là một mùa giải rất thành công, và trong đó có những bạn ngồi đây là những người hiện tại đã đi hát rất là nhiều. Bây giờ xin hỏi là Như Trang, xin hỏi em là hổm rầy lương lên chưa? Dạ, đương nhiên là sau cái chương trình Ca sĩ Dấu Mặt mùa 2 thì tạo cho em nhiều cơ hội hơn. Cái công việc ca hát cũng như là cái giọng hát của em qua cái sự hướng dẫn của chị Thu Minh cũng như là các anh chị thì cũng có phát triển hơn, và đó là cái điều mà em quý nhất rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Vừa rồi là những lời chia sẻ của Như Trang. Bây giờ hỏi Quốc Anh nha. Em là một trong những người được khán giả nói là rất giống Quang Vinh, phải là 95% đó.
Thì cái kinh nghiệm của em truyền cho các bạn bây ngay bây giờ luôn là gì? Theo em thấy thì em cũng có xem qua và bốn bạn, bạn nào vào chung kết bạn nào cũng có khả năng cả và cũng đều hát giống thần tượng của mình. Nhưng mà em có lời khuyên là các bạn bây giờ các bạn chỉ cần làm chính xác nhất những gì các bạn đã tập trong cái buổi tập vừa rồi. Thì em tin là cái buổi hôm nay các bạn sẽ trình diễn thật tốt nhất, xuất sắc nhất và hoàn hảo nhất. Xin cảm ơn em. Rồi Võ Evo nè, bây giờ hỏi nè, hôm nay đi hát nhiều không? Dạ cũng vừa vừa. Rồi vào Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh sống luôn chưa? Dạ em mới vào được một tháng. Vào một tháng rồi á? Dạ. Sắp ra album chưa? Dạ sắp rồi. Thời buổi này mà ra album là lộ rồi. Rồi cảm ơn Evo. Vẫn còn thẹn thùng như xưa. Minh Trí, từ cái ngày mà em giả giọng anh Phan Đình Tùng tới giờ á, anh Tùng có nhờ em đi hát ngày nào mà ảnh bị khang tiếng chưa? Dạ đó giờ anh Tùng chưa khang tiếng lần nào hết á. Vậy hả? Để em chờ hoài à. Vậy hả? Anh Tùng sẽ rất mát lòng khi xem chương trình này dù biết rằng em đang xã giao, đúng không? Như vậy là chúng ta có phần giao lưu rất là dễ thương. Thì bên trong các bạn bớt hồi hộp đi nhiều. Và ở vòng này chúng ta sẽ có lượt bình chọn vô cùng đơn giản. Nửa đầu bài hát, thí sinh đứng trong ô cửa sẽ có 200 khán giả tại trường quay bình chọn. Và nửa bài sau họ sẽ bước ra đây trình diễn với vũ đạo, với trang phục, với phong cách giống thần tượng mình nhất. Và tiếp tục nhận được 200 khán giả bình chọn. Tổng bình chọn của một thí sinh nếu xuất sắc sẽ mang về 400 lượt bình chọn. Thí sinh bước ra đầu tiên sẽ là thí sinh đầy áp lực. Và sau đây là phần thi đầu tiên của thí sinh Lâm Ngọc Khang. Thấy chị ngồi dưới chị vỗ tay rồi chị cứ gật đầu hoài. Sao chị? Bạn này bạn hát giống lắm luôn. Chỉ có điều là thiếu một chút xíu cái tình của anh Ngọc Sơn thôi. Đấy thì đương nhiên là bao giờ là cái bản chính nó cũng phải tuyệt vời hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà để mà bạn làm được như thế là bạn rất là giỏi rồi. Phải nói là bạn rất giỏi, hát rất giống luôn. Cảm ơn chị. Chúc mừng. Vượt qua một người đó Khang ơi. Người thứ hai nè, chị Minh Tuyết. Phải nói là rất rất giống luôn á. Giống anh Sơn dễ sợ. Nhưng mà em nó có thiếu một chút xíu cái độ căng của anh Sơn. Mỗi lần mà anh lên cao á, cái anh bắn cái giọng mà nó rất là mạnh lúc mà anh lên cao. À, em biết em đó. Em có làm được trả lời cho em đúng không? Anh Sơn có vẻ không vui không, nhưng mà đối với một thí sinh á, mà hát như vậy là phải nói là quá giống rồi. Chứ còn nếu mà y chang nữa thì anh Ngọc Sơn lên núi anh tu luôn, anh đâu có xuống núi nữa. Đúng không? Đúng, chính xác. Đúng không? Hay quá Tiết ơi, thiệt. Không những hát hay, không những xinh đẹp mà nói chuyện còn có duyên nữa. Xin mời anh Đàm Anh Hưng cho một chút ý kiến về cái giọng hát của Lâm Ngọc Khang qua cái phần gọi là học theo thần tượng của mình. Đúng là những cái điểm đặc thù nhất trong giọng hát của anh Ngọc Sơn. Các bạn này đã làm gần như là đầy đủ hết. Một thí sinh mà đi được như vậy thì là quá tuyệt vời rồi. Chứ còn mình để đòi hỏi giống như vậy thì chúng tôi sẽ nghỉ hát mất yêu. Đúng, đúng chắc. Nếu mà giống y chang thì khó lắm, dễ gì. Anh em sinh đôi còn không có nữa, không hồi gì người ngoài. Nhưng đó chỉ là phần giọng hát thôi. Bước ra đây hết hồn. Tới hiện nay là Lâm Ngọc Khang đã lên 15kg. Để chi? Tập tạ cho giống anh Sơn. Quý vị hãy chờ xem là về phần trang phục, phong cách, thần thái và cách hát sau khi bước ra ánh sáng sẽ như thế nào. Xin mời quý vị vỗ tay thật nồng nhiệt cho nửa phần còn lại của Lâm Ngọc Khang. Trả lại cho em, trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi. Và tình ta đó những đêm trăng tàn, để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên tình cánh xa, tình yêu ban đầu còn đâu nữa em. Người đành xa ta bỏ ta một mình, rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ái ân ngày nào giờ như giấc mơ. Thank you.
Xin mời quý vị hãy cầm điện thoại lên và bình chọn cho phong cách biểu diễn của Lâm Ngọc Khang. Thời gian dành cho bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúng ta hãy chờ xem là sau hai lượt bình chọn thì tổng số lượt bình chọn của Lâm Ngọc Khang là bao nhiêu. Phần đó sẽ có ở phía cuối của chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với Khang. Em làm anh hụt hẫng. Hồi nãy giới thiệu 15kg mà em bước ra em xúc hết 5kg đúng không? Mặc đồ sai luôn. Trông giống anh Ba Ngọc Trân hồi xưa. Anh Ba Ngọc Trân hồi xưa là cái áo body trong cái quần rin, ở dưới là giày doctor. Thấy không? Anh Ba hát cũng không, hồi xưa là khác. Bây giờ còn chi nữa em. Anh Ba không phải là cầm gì đâu. Ai anh ban đầu còn đâu hỡi em. Nói gì thì nói, kính thưa quý vị là hôm nay hát quá giống luôn. Thật sự là tiến bộ, gọi là vượt bậc so với cái vòng bán kết. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi sự góp ý của ca sĩ Minh Tuyết về phần gọi là phong cách trình diễn của Lâm Ngọc Khang. Lúc mà Ngọc Khang đứng ở trong hát á, là chị Tuyết rất là thích. Nhưng mà khi em bước ra thì tuột rất là nhiều. Thường thường á, mình bắt chước á, ca sĩ khác đó, mình cứ thấy đưa tay thì mình đưa. Nhưng mà tụi em phải nhìn kỹ một cái điều như vậy nè. Khi mỗi người ca sĩ mà chuyên nghiệp họ thành công, cái đưa tay của họ nó có ý nghĩa trong cái câu hát. Chứ không phải là em đưa, thấy anh Sơn đưa thì em đưa, mà thấy anh Sơn rút thì em rút. Thì như vậy người ta không cảm nhận được cái tình cảm đó ở trong cái động tác của em. Riêng về cái gì chị Minh Tuyết góp ý mình không nói, nhưng mà riêng về phần đưa tay là phải học chị Minh Tuyết. Về mở băng đĩa lên coi, hát nhiều khi không thấy cái mặt, thấy cái tay thôi. Chị Hồ Nương, chị là một khán giả bình thường, đừng nói là tôi là ca sĩ Hồ Nương. Đúng rồi. Thì chị thấy sao? Thật sự là khi mà em đứng ở trong hát á, chị cảm thấy là giống như là nếu mà mở cái cánh cửa ra là anh Ngọc Sơn sẽ bước ra. Nhưng mà khi mà em bước ra ấy, thì chị lại càng thích em hơn nữa. Nhưng mà giống như là em nhỏ nhưng mà cái giọng của em nó có võ vậy đó, hiểu không? Thì những cái đấy ấy, nó làm cho chị quên hết những cái vấn đề về những cái mà em chưa có hoàn thiện. Đương nhiên làm sao mà mình làm giống y chang anh Sơn được. Nhưng mà như vậy đối với chị là quá tuyệt vời rồi. Chị rất là thích cái phần của em. Em cảm ơn chị Hồn Hương. Cảm ơn chị Hồn Hương. Bây giờ vậy nè, phần thi đã xong. Bây giờ sẽ có một ca khúc trình diễn. Chọn đi, chọn bài đi. Em xin hát một ca khúc, một sáng tác của thầy Ngọc Sơn. Bài hát được mang tên Tình Mẹ. Trở về làng quê, bao tháng năm xa xôi cách biệt. Trên từng lối mòn, hàng tre xưa nay đã già nua. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con. Đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian, bao dấu yêu xa xưa trở về. Nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con, miếng ăn giấc ngủ từng đêm. Nhưng khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình thương. À tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn thiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con, mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi
tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhỏ tháng năm êm đềm sống bên mẹ hiền. Có vẻ như là cái bài này mình hát không có thi thì hát nó nhẹ nhàng hơn, anh thấy dễ thương nhất là phút cuối ha. Mẹ hiền yêu ơi cho đàn con. Trời ơi sao trình diễn nhẹ nhàng quá vậy? Phải học những cái chiêu của thầy mình, nhảy nhót rồi chứ. Thầy có dạy nhảy chưa? Dạ có học thầy nhưng mà chưa có nhiều. Ở trường em sinh nhạc trữ tình. Ở trường nhạc trữ tình hả? Có hát nhạc rock bao giờ chưa? À, nhạc mạnh thì hát đám cưới. Nhạc mạnh thì hát đám cưới hả? Ví dụ câu nhạc mạnh nè. Giờ chia tay lần cuối gượng cười, mà nghe tim đang đau dạ rời. Đi học đi. Và bây giờ thí sinh nào của đội huấn luyện viên nào tiếp theo đây sẽ trình diễn và họ sẽ mang về được bao nhiêu lượt bình chọn. Và thí sinh chúng ta được biết đó chính là Khánh My của đội Minh Tuyết với ca khúc Trái Tim Lầm Lỡ. Chúng ta chờ đợi một sự bứt phá từ Khánh My. Xin quý vị một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Giờ tình đang xa, con tim xa buốt trong đêm. Tìm hoài tháng năm, anh như loài chim phiêu lãng không về. Mình em ngồi đây ngắm anh xa xa, trái tim lầm lỡ âm thầm. Buồn thương ngày qua, nước mắt em rơi, nghe đâu tình ơi. Tình đang xa, con tim xa buốt trong hồn. Tìm hỏi tháng năm, anh như loài chim phiêu lãng không về. Mình em ngồi đây ngắm anh sao xa, trái tim lầm lỡ âm thầm. Buồn thương ngày qua, nước mắt em rơi, nghe đâu. Nói yêu em nơi đây em khóc một mình, đừng lừa dối chi nhau cho đêm mưa qua đời nhau. Lạnh lùng bước chân đi sương rơi trên mỗi tình ngày. Hãy khóc, hãy khóc đêm nay em mơ trái tim lớn. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta có 5 giây để bình chọn cho phần giọng hát. Xin mời. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Xin hỏi anh Ba Cầm Sơn, anh thấy bạn Khánh My của mình tiến bộ hơn nhiều so với vòng bán kết không anh? Nhạc trẻ rất khó hát cho nó xúc cảm, cho nó thật hay, cho nó khó mà lấy lòng người ta bằng cái nhạc trữ tình. Nhưng mà cái giọng của em á thì nó có độ rung anh thấy là rất là hay. Nó nghe nói chung là âm sắc á, thì nó chưa có rõ lắm, nhưng mà về anh thấy giống thì phải là hơn 90% anh bỏ phiếu cho giọng hát này. Cảm ơn anh. Mời chị Hồ Quỳnh Hương ạ. Bạn này thật sự là một cái sự cố gắng rất là nhiều, nhưng mà thật sự mà để giống như là một cái sự mà hoàn toàn nó thuộc vào như kiểu là nó ngấm vào mình và nó tự nhiên ấy, thế em nghĩ là bạn ấy chưa hoàn toàn làm được như vậy. Để giống được như chị Minh Tuyết là phải mất 25 năm, muốn được như anh Sơn phải 35 năm hơn. Nó rất là khó để mà yêu cầu một cái gì đó rất là cao mà giống 100% đối với các thí sinh. Nhưng mà với bạn thí sinh BVV, Hương thấy là một cái sự thay đổi rất là nhiều, giống hơn cả lần trước nữa cơ, đúng không? Nên là một lời khen ngợi. Tuyết hiểu ý của Hồ Quỳnh Hương nhận xét và cũng hiểu ý của Hân, vì My cũng không có đi hát chuyên nghiệp lâu năm nên cũng hơi không phải là vững chãi lắm. Nhưng mà ngày hôm nay mà nghe My hát được như vậy thì dù cho My có rớt, Tuyết vẫn rất là hạnh phúc. Bây giờ thì My đã nghe rất nhiều lời nhận xét và đang lấy lại, sốc lại tinh thần để chi phần bước ra đây là phần quan trọng không kém.
50% điểm chứ không phải đùa. Vỗ tay cho Khánh My. Giờ tình đã xa, con tim ra muốn trong vô tiếng hỏi tháng năm. Anh như loài chim phiêu lãng không về, mình em ngồi đây ngắm anh sao rơi, trái tim lấm lỡ âm thầm buông thắng ngày qua, nước mắt em rơi nghe đau tình ơi. Tha đừng nói yêu em, nơi đây em khóc một mình. Bây giờ là phần bình chọn dành cho phong cách và trang phục của Khánh My, xin mời. Thời gian bình chọn kết thúc. Tiếp, Tiếp khỏe không? Tiếp khỏe Giang. Trời ơi, chặt vậy đó hả? Chị Tiếp rất là ngọt ngào, nhưng mà đứng trước anh Giang là không có ngọt được. Anh Ngọc Sơn, anh có nhận xét gì về Khánh My? Mời anh. Trang phục và giống lắm ha, dáng dấp cũng y chang nhau nha. Mặt thì cũng khá là dễ thương, dễ mến. Nhưng mà cách diễn của Tuyết á thì hơi ngầu hơn một chút xíu phải không Tuyết? Phải không? Phải không? Khánh My nghiên cứu cái phong cách của chị Minh Tuyết. Thật sự là Minh Tuyết có bốn cái đặc trưng. Cái thứ nhất là cái tật của chị Tuyết là chị Tuyết hát xong chị Tuyết nhúc tóc như nè. Cái thứ hai là... Chị Tuyết ngốc vậy đó. Hồi nãy là bài Trái Tim Lỡ Lầm là với một cái hình tượng của chị Tuyết diễn đúng trong một MV. Chị Tuyết là lơ gương mặt chảnh chảnh chút. Đó, bài đó mới ra là MV của chị Minh Tuyết à. Anh Hưng thấy em nó sao? Thời kỳ đầu đó cách đây 18 năm thì phải, Tuyết cũng không có móc nhiều. Trong giới ca sĩ không có một ngôi sao nào hay một ca sĩ trẻ nào có một dấu ấn về mang guốc mà để nuôi cá giống như chị Tuyết. Những đôi guốc mà có cá bỏ trong đó trong trong để nuôi cá được, anh là chỉ có một mình chị Tuyết mang lại guốc đó thôi. Cảm ơn My rất là nhiều. Bài hát vừa rồi áp lực đã trôi qua, bây giờ chọn bài hát hát cho gia đình mình cũng như quý vị khán giả xem đài. Khánh My xin gửi đến quý vị khán giả toàn thể có mặt trong buổi tối ngày hôm nay có khúc được mang tên Cả Một Trời Thương Nhớ. Trời thương nhớ một tranh ngô ngơ, một tranh ngây thơ, cả một đời lặng lỡ để rồi bơ vơ, để rồi tan vỡ. Chỉ là nước mắt cứ thế rơi, chỉ là nỗi nhớ muốn cắt lời, chỉ là những ngón tay không thể buông xuôi. Trong cơn mưa vẫn thấy người về nơi đây dịu dàng mê say. Khi cơn mưa bỗng tan, nhìn lại xung quanh chỉ là nước mắt. Cần một người bên em lúc này,
cần một lời đan những ngón tay, cần một bờ vai ấm cho em ngủ say. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Hãy ở bên nhau xanh bước chung đôi, cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, xin đừng buông lời những tiếng yêu hời, để lại một đời vẫn vương cả một trời nhớ xúc rất ngọt ngào. Cảm ơn Khánh My. Kết quả của em sẽ có ở phần cuối chương trình. Dạ, Khánh My xin cảm ơn quý vị khán giả đã bầu chọn cho Khánh My. Quý vị thân mến, hai thí sinh vừa hoàn thành xong hai phần thi. Bây giờ sẽ là người tiếp theo chào đón thí sinh của đội Đàm Vĩnh Hưng. Và ngày hôm nay với sự hướng dẫn của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, chúng ta hãy chờ xem Phùng Tuấn Phong có phải là thí sinh mang lại nhiều bất ngờ hay không? Có phải là người hát giống Đàm Vĩnh Hưng hay không? Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh, cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoàng vỡ. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người, nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Anh đang gối trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rất xanh màu, chỉ còn lại mình anh vắng tênh. Với bóng em khuất nơi trời xa, chiều nhạt nhòa ai không nhớ ai, rớt rơi những giọt sầu. Thời gian dành cho bình chọn về giọng hát của Phùng Tuấn Phong, xin mời. Thời gian bình chọn kết thúc, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chị Tuyết, sao thơ thẩn vậy? Từ ngay cái vòng bán kết Tuyết đã nói rồi. Khi mà Tuyết nghe Tuyết hết hồn luôn mà, Tuyết tưởng là Hưng hát không. Cho đến vòng này thì Phong vẫn không làm Tuyết thất vọng. Cảm ơn mình Tuyết. Xin mời anh ba Ngọc Sơn ạ. Với Ngọc Sơn nghe thì giọng hát hát này rất là ngọt. Dạ. Nói chung là cũng là rất là truyền cảm. Giả Đàm Vĩnh Hưng nhưng mà có cái chất mà gọi là cái tố chất rất là nghe dễ chịu lắm. Chúc mừng em với phần thi rất là tốt. Anh sẽ bỏ phiếu cho em một cái phiếu giống Đàm Vĩnh Hưng nha. Xin mời chị Hồ Quỳnh Hương ạ. Anh Hưng có một cái là cái giọng của anh Hưng có cái khàn khàn riêng, cái gần giọng riêng của anh Hưng. Và những cái luyến của anh Hưng ở những cái nốt nó rất là giống. Và có lẽ là bạn này là một cái người là được anh Hưng chỉ rất là kỹ gì đó, cho nên là những cái phần đấy là giống của anh Hưng. Nhưng mà khi mà lên cao không thể nào mà khè cái giọng
ra được cái màu của anh Hưng được. Cái đấy có lẽ là dù anh Hưng có cố gắng thế nào, nhưng mà cái đấy nó là cái riêng của anh Hưng. Để hát giống được anh Hưng là điều khó. Để gần được cái giọng của anh Hưng là điều khó. Để bật độ đẹp với anh Hưng là điều khó. Để gọi là có những cái lấp lánh như anh Hưng là cũng điều khó. Tất cả đều khó hết. Để một căn nhà to cũng điều khó. Quan trọng là làm được bao nhiêu phần trăm là thành công rồi. Chúng ta hãy chờ xem Phùng Tuấn Phong xuất hiện với bao nhiêu viên kim cương. Xin mời. Thu qua đông ơi, cho lòng nỗi hiu quạnh. Cô đơn chiếc lá úp phai trong chiều hoàng vắng. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rất xanh màu. Chỉ còn lại mình anh vắng tênh, với bóng em khuất nơi trời xa. Chiều nhạt nhòa, ai không nhớ ai, rớt rơi những giọt sầu. Trên đường vắng xưa, ôm trong tim bao nhớ mong vơi đầy. Bước cứ bước không hề nghĩ suy, phố vắng xưa nay đã rất xanh màu. Chỉ còn lại mình anh vắng tênh, với bóng em khuất nơi trời xa. Chiều nhạt nhòa, ai không nhớ ai, rớt rơi những giọt sầu. Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh. Cô đơn chiếc lá úp phai trong chiều hoàng vắng. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa. Kính thưa quý vị thân mến, bây giờ là thời gian dành cho phần bình chọn phong cách trình diễn như thế nào. Xin mời. Thời gian bình chọn kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị, xác nhận là có. Xác nhận là có. Nói chung là về phần bắt mắt là có đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu mời ý kiến từ chị Minh Tuyết. Nãy giờ thấy chị vật vả luôn. Thì chị hỏi là cái bộ đồ này đâu phải bộ đồ ngày xưa anh Hưng bận đâu không? Thầy mới may cho em phải không? Chứ chị nghĩ bộ xưa bây giờ thầy cái bụng thầy vô cũng không có vừa đó. Đây là chương trình ca sĩ giấu mặt chứ không phải là chương trình ca sĩ vạch mặt. Khỏi phải nói rồi ha, Mr. Đàm là đầu tư kinh khủng rồi, là giống y chang rồi. Chỉ có điều không biết là cái hộp xoàn đó thiệt hay giả thôi à. Dạ thật à? Thật à? Thế cho chị mượn đi. Dạ đây em đi mượn đấy ạ. Phong cách của Phong á là cũng là rất giống anh Đàm rồi. Nhưng mà hồi nãy giờ chị chờ cái hất đầu hoài á Trường Giang. Mà không có thấy cái hất đâu. Em nói với chị rồi mà. Đưa cái video đây coi. Đó. Cái đó là cái mà mình bắt chước một người. Đúng. Thứ nhất là mình bắt chước giống. Cái thứ hai là mình mang lại niềm vui cho khán giả nữa. Gì bài gì quên rồi. Lang thang trên phố đâu? Róc phố rêu xanh. Lang thang trên phố đi tìm dấu chân người. Đó, như vậy. Mấy đứa trẻ bây giờ nó hời hợt quá. Hôm nay á là Phong thiếu cái hất đầu của anh Hưng đó. Nhưng mà phải nói rằng là Phong là một trong những tiết mục mà đầu tư rất là tỉ mỉ, hoành tráng và khá giống anh
Hưng rồi đó. Xin mời anh Phan Ngọc Sơn ạ. Tôi chỉ nhận định cái âm bực của em á với âm bực Đàm Vĩnh Hưng là ngang với nhau. Nói chung là em có cũng gần bằng với Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng mà cái âm sắc của em á, em nhớ đừng lần sau đó thì em để ý là âm sắc của Vĩnh Hưng nó sắc hơn. Em hơi bị ồm ồm hơn một chút xíu. Phần trình diễn dễ thương kinh khủng luôn. Giống lắm. Eo ơi, nhảy nhiếc các thứ này kia chị phải nói giống như tóc cũng kiểu vẩy mấy sợi kiểu lai lai vàng này nọ thứ. Chỉ có điều anh Hưng nhá, anh ấy diễn anh lãng tử hơn tí, còn em thì thiếu cái độ lãng tử hơn phải không anh Hưng? Như là anh giao lưu và anh ấy hút khán giả kinh khủng. Nói chung thưa quý vị là được như thế này là quá giỏi rồi. Còn về cái mà phần gọi là cái sức hút trên sân khấu trình diễn á, mấy chục năm khác, mấy năm khác, với lại body nó gọn khác, hơi bự nó khác. Em cũng còn thiếu nhiều cái lắm, bữa nào thầy ba anh chỉ cho. Anh đang coi trên đường vắng xưa đó, làm gì có cái đó, đúng không? Anh Hưng hát là phải bệnh vô giống ảnh. Phải khùng vô, phải gọi là điên loạn, máu lửa, đập sân khấu, đốt đèn tùm lum hết trơn á. Bây giờ thoải mái rồi. Dạ vâng ạ, em hát bài tặng nè, bài này không áp lực, không thi cử gì hết. Hát bài gì? Ca khúc này là ca khúc em tập hát và bắt đầu những ngày tháng mà làm quen với phong cách của thầy Đàm Vĩnh Hưng. Đó là ca khúc Tiếng Gió Xôn Xao. Kính thưa quý vị thân mến, cuộc chơi chỉ còn lại một người cuối cùng. Áp lực hay không áp lực, học hành hổng rạch ra sao chúng ta chưa biết, quần áo mai hổng rạch ra sao chúng ta cũng chưa biết. Thí sinh cuối cùng Phương Nga từ đội Hồ Quỳnh Hương. Bây giờ là thời gian dành cho bình chọn về giọng hát của Phương Nga. Thời gian dành cho bình chọn kết thúc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin mời anh Phan Ngọc Sơn ạ. Giọng hát này khá là nảy đó, nghe rất là rõ. Và cái âm vực á, thì âm sắc nó giống Hồ Quỳnh Hương lắm. Mà nghe cái bài này anh thấy là rất là hay. Chúc mừng em với phần thi. Mời anh Hương ạ. Đúng là cô bé này có một cái nhịp rất là chắc ở trong người. Gặp ngay một cô giáo khó tính và giỏi về thanh nhạc và giỏi về cả xử lý bài hát như Hồ Quỳnh Hương thì chắc chắn kết quả là nó sẽ đẹp như vậy thôi. Và cái màu sắc của Hồ Quỳnh Hương hiện rất là rõ ràng ở trong từng chữ, từng câu. Hương là một trong những người tinh tế trong cái giọng hát, cách xử lý những cái bài hát mà cô ấy xử lý nó vô cùng đặc biệt. Ngay cả một bài nhạc nhanh cô ấy cũng hát nó ra mang một cái màu sắc rất rõ Hồ Quỳnh Hương. Và Hồ Quỳnh Hương đã truyền lửa được cho học trò của mình. Anh đây sẽ chúc mừng cho cô bé Hồ Quỳnh Hương 2. Xin mời chị Minh Tuyết. Tuy rằng là chưa gặp Hồ Quỳnh Hương một lần nào, nhưng mà chị rất là thích giọng của em. Hương giọng Hương rất là nhẹ nhàng, ngọt và nó bay lắm. Hương lên dù cái nốt cao hay cái nốt thấp á, nó đều ngọt ngào, nó bay bổng. Vô lòng liền đúng không? Dạ, đó là cái giọng hát của Hương. Em Nga còn thiếu chút xíu cái đó của Hương. Thì đó là sự nhận xét của Tuyết về giọng hát của Nga. Hương Nga sẽ bước ra và thần thái như thế nào, phong cách như thế nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. Cuồng trong mơ hồ, loài người như cuốn đi trong men say. Si đi cứ anh, si đi cứ anh na, si đi cứ anh, si đi cứ anh na. Em yêu người, say mê người, cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang vu. Hey yeah, si đi cứ anh, si đi cứ
dài xa cách vẫn yêu người thôi. Phải chút xuân thì trọn đời mình em muốn anh yêu em hoài. Hãy đến đây tan trong giấc mộng lành, cùng ngày dài xa cách vẫn yêu người thôi. Hay quá, cảm ơn vũ đoàn SK. Và bây giờ là thời gian dành cho bình chọn về phong cách của Hồ Quỳnh Hương phiên bản mới. Thời gian bình chọn kết thúc, xin cảm ơn quý vị. Cái này là tự mình làm việc với nhà thiết kế để người ta thiết kế cho mình, hay là mình nhìn cái mẫu ngày xưa chị Hương mặc vậy? Vâng ạ, có một bộ là chị Hương mặc là cũng như này ạ, nhưng mà chị Hương nhìn nào hoang dại hơn. Mà anh Hương ạ, những cái sự lựa chọn của Hương khi để bước tới hay xoay người hay là làm cái động tác gì đó, nó rất là có chủ đi, và cái sự lựa chọn nó tinh tế và nó đặc biệt lắm. Khi mà cổ cần làm ngầu á, cái mặt, cái thần thái của cổ rất là ngầu và xoáy vào khán giả, mà cần sôi động mà cổ sẽ làm tưng thiệt tưng luôn. Nếu buồn sâu lắng cần một cái thần thái diva thì cổ sẽ rất là diva. Nhưng mà ở em còn một vài điểm nó hơi bị hoảng sợ chút xíu, không biết mình làm cái đó có được hay không. Mình vội vã quay vào liền luôn, mình giấu cái đó là giấu cái sợ hãi của mình, không cần thiết, làm cho nó tưng bừng luôn. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hương. Tất cả các em ấy, khi mà được tham gia vào chương trình Ca sĩ giấu mặt là các em rất là may mắn. Chị không biết là ngày hôm nay thì Nga có thể làm được như thế nào, nhưng đối với chị tin từ cuộc thi Ca sĩ giấu mặt em sẽ là một ca sĩ chuyên nghiệp trưởng thành từ cuộc thi này. Đối với chị như vậy là em đã làm rất là tốt rồi. Chị chúc mừng Nga và chị chúc mừng tất cả các thí sinh của thi. Cảm ơn chị Hồ Quỳnh Hương. Trước khi đến với kết quả, chúng ta sẽ nghe một bài hát từ Nga. Em chọn một cái bài hát rất là hay, có tựa đề là Xin đừng lặng im ạ.
thiệt dễ thương lắm, rất dễ thương. Thì chị Hồ Hương nãy cũng nói rồi, không biết là chương trình này bao nhiêu phần trăm em hát giống, nhưng mà riêng bài hát hay là em có rất là nhiều. Cảm ơn em. Và bây giờ mình sẽ đợi kết quả từ chương trình. Kính thưa quý vị thân mến, thí sinh của chúng ta hát hay bao nhiêu, hát giống bao nhiêu, giỏi bao nhiêu, và cái kiến thức có được để sau này bước vào nghệ thuật nhiều bao nhiêu là do sự dìu dắt tận tình của các vị huấn luyện viên. Xin mời lên sân khấu bốn huấn luyện viên quan trọng của chương trình. Và người lên tặng hoa đó chính là đại diện Đài Truyền hình Vĩnh Long, Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên. Cảm ơn tất cả các vị huấn luyện viên rất là nhiều. Cảm ơn ông Lê Quang Nguyên, Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long. Kính thưa quý vị thân mến, nhân tiện đây chúng tôi cũng xin phép nói đôi điều về chương trình Ca sĩ với mặt mùa thứ tư. Để chuẩn bị cho mùa thứ tư, chúng tôi đã có một cuộc thi nho nhỏ nhưng rất quan trọng, đó là Ca sĩ với mặt online. Quý vị nào yêu thương chương trình, yêu mến chương trình và thần tượng ca sĩ của mình, hãy đăng ký tham dự trên website của chương trình cũng như Facebook của chương trình để biết thêm thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, đêm nay giải quán quân mùa thứ ba của chương trình Ca sĩ giấu mặt sẽ thuộc về thí sinh nào? Ai cũng xứng đáng, ai cũng có tài năng. Vậy thì ai trong bốn thí sinh này sẽ là người bước lên ngôi vị cao nhất? 300 triệu đồng tiền thưởng. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm điểm số của Lâm Ngọc Khang đến từ đội ca sĩ Ngọc Sơn. 3. Hai con số còn lại chúng ta hãy chờ xem là số mấy. Con số sẽ là 9. Có thể chỉ có 10 người không bầu chọn cho em thôi. Chưa biết 10 người trở xuống là con số mấy. Và chúng ta hãy chờ xem 10 người trở xuống đó là con số bao nhiêu. Đó là con số. Một dấu chấm hỏi đặt ra. Khánh My đến từ đội Tuyết. Con số đầu tiên hy vọng sẽ là con số 3. Con số 3 và con số tiếp theo 9 là hiện tại cũng có 390 mấy người đó bầu chọn. Con số cuối cùng còn là bí ẩn. Và tiếp theo Tuấn Phong đến từ đội của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Nếu bây giờ là con số 4 xuất hiện thì coi như buổi tối hôm nay chúng ta sẽ được đi ngủ sớm. Và con số đầu tiên sẽ là 9. Nằm ở chính giữa, con số 9 nằm ở chính giữa. Đừng hoang mang. Hoang mang rằng ủa tại sao số đầu là số 9. Và bây giờ sẽ chờ xem con số đầu hay là con số cuối xuất hiện. Và con số xuất hiện sẽ là con số 3. 309. Chấm hỏi. Số mấy? Không biết. Muốn số mấy? Số 4. Quá tham lam. Con số sẽ là con số 3. Và con số tiếp theo là dấu chấm hỏi. Và hàng chục sẽ là con số mấy? Hàng số 9. Chúng ta hãy chờ xem dấu chấm hỏi của Lâm Ngọc Khang sẽ là con số. Cuộc sống là vậy, có đôi khi những điều chúng ta mong muốn lại không đến, nhưng chưa chắc những điều đến là những điều không may mắn. Hiện tại bạn nhận được 390 lượt bình chọn. Bây giờ chúng ta đi tìm dấu chấm hỏi của Khánh My. 39 mấy? Em muốn con số mấy? Em nghĩ là con số 7.
trời không cho đâu. 3, 9 và con số cuối cùng của Khánh My sẽ là con số 5. 395 là con số khá cao. Chúng ta đến với điểm số của Phương Nga. Muốn số mấy? Tất nhiên là một số cao nhất rồi ạ. Còn nhưng mọi người bình chọn như nào thì em không biết được. Em phải nói là em mong muốn đến cuộc này với mục đích của em là mang về giải quán quân, đúng không? Vâng ạ, em nói trước rồi ạ. Nói rồi đúng không? Vâng. Nói trước bước không qua. Và con số sẽ là 39. 392 dành cho Phương Nga. Hiện tại Khánh My đang dẫn đầu với lượng bình chọn là 395. Như vậy chắc chắn Khánh My hoặc Tuấn Phong sẽ giành được quán quân. Và con số dành cho Tuấn Phong là con số 2. 392 lượt bình chọn dành cho Tuấn Phong. Như vậy là không biểu hiện cảm xúc. Mọi người ở dưới đang nhìn kết quả rồi. Nếu mà kết quả ra rồi thì mọi người vỗ tay sẽ rất lớn. Cảm ơn em đã làm cho anh vẻ mặt. Và con số dành cho Tuấn Phong đội Đàm Vĩnh Hưng, 39. 39 đã có kết quả. Đã có kết quả. Em nghĩ là con số mấy? Kết quả nếu mà có hay chưa có thì cái điều đấy chưa quan trọng. Chưa quan trọng bằng lúc đã có kết quả rồi. Tại vì mọi người vẫn vỗ tay rất bé. Tới giây phút này người ta chỉ im lặng và hồi hộp. Nó vẫn tính tới tiếng vỗ tay. Không tin được. Chúng ta hãy chờ xem con số sau dấu chấm hỏi là con số mấy. Và con số cuối cùng sẽ quyết định vận mệnh của đêm nay thuộc về ai. Đã dừng lại, con số đã dừng lại. Và quán quân của chương trình Ca sĩ với mặt mùa thứ 3 đã thuộc về về Lâm Ngọc Khang của đội ca sĩ Ngọc Sơn. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời lên sân khấu để trao giải khuyến khích, giải ba và giải nhì cho các thí sinh. Đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị CJ Blue bà Lê Thị Thúy Nga. Lâm Ngọc Khang đến từ đội ca sĩ Ngọc Sơn. Như vậy là giải khuyến khích của Lâm Ngọc Khang được nhận là 20 triệu đồng tiền thưởng. Giải ba của Phùng Tuấn Phong được nhận là 50 triệu đồng tiền thưởng. Và giải nhì Phương Nga đội Hồ Nương nhận được 100 triệu đồng. Xin cảm ơn bà Lê Thị Thúy Nga rất là nhiều. Và sau đây giây phút không thể tin được đối với Khánh My và Minh Tuyết đã đến. Đó là giải quán quân. Giải thưởng 300 triệu đồng sẽ được trao tặng từ Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên.
và giải quán quân Khánh My nhận được là 300 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Văn Quy. Kính thưa quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm ra được quán quân của mùa thứ 3 chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại ở mùa thứ 4 với những sự hấp dẫn hơn, những giọng ca hay hơn. Kính thưa quý vị thân mến, chương trình Ca Sĩ Giấu Mặt mùa thứ 3 do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty CJ Blue thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn mùa thứ 4.